chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống các tỉnh thành phía Bắc, khiến cho gió đông bắc ở vùng ven biển mạnh cấp 4, cấp 5, ngoài khơi gió mạnh cấp 6, cấp 7, biển động mạnh. Các tỉnh Bắc Bộ vẫn trong tình trạng rét đậm rét hại, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức thấp. Ngay lúc 13 giờ thì nhiệt độ các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ chỉ dao động trong khoảng từ 10 đến 13 độ, giảm đôi chút so với ngày hôm qua. Tại một số địa phương vùng núi thì nhiệt độ xuống mức rất thấp, như là tại Mẫu Sơn vào lúc 1 giờ chiều thì giảm xuống còn 0,8 độ, Sapa 3,2 độ. Các tỉnh ven biển Trung Bộ từ Quảng Trị trở vào cho đến khu vực Quảng Ngãi, trời khá âm u, có mưa rải rác. Riêng khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, trời rét, ít mưa, phía Bắc có rét đậm. Đêm nay thì không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống các tỉnh ven biển miền Trung. Khu vực Bắc Bộ nằm sâu trong khối không khí lạnh này nên nhiệt độ vào lúc nửa đêm về sáng ở mức là từ 9 cho đến 12 độ. Riêng vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và đây cũng là thời điểm có nhiệt độ thấp nhất trong ngày. Các tỉnh vùng núi cao đề phòng sương muối và băng giá vào đêm và sáng sớm. Ngày mai thì nhiệt độ có xu hướng tăng chậm từ mức 10-12 độ vào buổi sáng lên đến 13-14 độ vào giữa trưa ở vùng đồng bằng và trung du. Còn tại các tỉnh vùng núi thì nhiệt độ cao nhất hầu hết không vượt quá 12 độ. Trong điều kiện thời tiết giá rét như thế này thì việc giữ ấm cho người già và trẻ em là rất cần thiết. Tuy nhiên đã nhiều vụ bỏng thương tâm xảy ra nên bà con cần đặc biệt chú ý đến đảm bảo an toàn khi sưởi ấm. Bà con vùng núi cần tăng cường chắn gió và giữ ấm cho vật nuôi cũng như là gia súc. Với các tỉnh Bắc Trung Bộ, tuy nền nhiệt có cao hơn khu vực Bắc Bộ khoảng 1-2 độ nhưng rét đậm vẫn xảy ra ở hầu hết các nơi trên khu vực. Trong đó thì một vài nơi thuộc vùng núi của hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An thì nhiệt độ đạt ngưỡng xấp xỉ rét hại. Các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi trời có mưa nên khá ẩm ướt và phần từ Quảng Bình cho đến khu vực Thừa Thiên Huế nền nhiệt vẫn ở ngưỡng trời rét. Do hoạt động của gió mùa đông bắc ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió sẽ mạnh dần lên ở mức cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Tàu thuyền và các phương tiện hoạt động ngoài khơi cần hết sức thận trọng để tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra. Ở vùng đất phương Nam thì các tỉnh từ Bình Định trở vào cho đến khu vực Nam Bộ, trời tạnh ráo và có nắng. Các tỉnh ven biển khu vực Nam Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ ban ngày trong khoảng 26 đến 29 độ. Riêng tại khu vực Nam Bộ thì nhiệt độ là từ 29 đến 32 độ. Tại các tỉnh miền Bắc, nền nhiệt có xu hướng tăng chậm. Các tỉnh ven biển Trung Bộ giảm mưa, chỉ còn có mưa rào nhẹ rải rác ở khu vực Trung Trung Bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ngày trời nắng. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao cần đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 12 độ, có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 13 đến 16 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rải rác, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao cần đề phòng băng giá. Với nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 12 độ, vùng núi cao có nơi chỉ từ 5 cho đến 8 độ và nhiệt độ cao nhất từ 12 đến 14 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội và vùng lân cận, nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 12 đến 14 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ, trời nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, gió tây bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 13 đến 15 độ. Khu vực Trung Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa rào rải rác, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, phía bắc trời rét, với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, phía bắc từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, phía bắc từ 19 cho đến 21 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi, có mưa một vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa một vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Tây Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa một vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên tại vùng Vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển và khu vực Biển Đông có gió mạnh gây biển động. Cụ thể, tại quần đảo Hoàng Sa có mưa một vài nơi với tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ. Tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Thưa quý vị, như vậy là trong 24 giờ tới, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại. Các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ngày trời nắng.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp tối ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.